Khi sự bí mật tiêu tan, để huy động một tiểu đoàn can quét vùng này, hết vườn cà phê này tới vườn cà phê khác, buộc những người yêu nước phải đóng con đường bộ thâm nhập chính trong một thời gian. Trong tình huống đó, một giải pháp đã nảy sinh, bởi vì bộ chính trị của đảng nhận định rằng việc qua lại con đường số 9 là rất nguy hiểm, nên đã thống nhất tiến hành các cuộc gặp gỡ với đảng nhân dân Lào anh em để tìm một lối đi chung. Lối đi này đã xuất hiện năm 1961 khi người lào chấp thuận cho việt nam sử dụng lãnh thổ của họ để đổi lấy việc giúp đỡ họ vận chuyển hàng hóa cho nhân dân một dân tộc bị mòn mỏi sống trong cảnh thiếu đói và không có chút hy vọng nào cả trong lòng họ đang xuất hiện những người cách mạng thực sự như vậy nhiệm vụ thực sự là xây dựng con đường hồ chí minh trên đất liền việc này đòi hỏi phải tiến hành một công tác chính trị phi thường nhất để gây cảm tình với những người dân sống ở đông và tây trường sơn sẽ bị ảnh hưởng những ngọn núi của dãy này có thể qua lại dễ dàng giữa Việt Nam và Lào. Địa hình vùng đó ra sao? Tôi hỏi đồng chí Đồng Sĩ Nguyên và đồng chí đó giới thiệu với tôi tấm bản đồ vùng đó và nói rằng từ quan điểm địa lý quân sự, vùng Trường Sơn có đặc điểm là một sườn dễ chết. Nhưng người ta thường nói và sườn bên kia có giá trị chiến lược với những ai tiến hành cuộc chiến tranh cầm cự. Dãy núi có những đỉnh cao từ 1.000 tới 2.000 mét và kéo dài theo đường biên giới giữa ba nước. Hai bên sườn và chân núi được những cánh rừng già mênh mông và rậm rạp bao phủ. Điều kiện khí hậu của dãy núi Trường Sơn rất khắc nghiệt với một mùa mưa rất dài. Khi chúng tôi chuyển sang uống cà phê, tôi lập luận rằng tất cả điều kiện tự nhiên này là một chướng ngại vật đối với quân xâm lược cũng như người bị xâm lược. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên nói, đúng như vậy, nhưng với một sự khác biệt, phía những người bị xâm lược được hợp thành bởi nhân dân địa phương họ hiểu biết thực địa, rừng núi và có thể thích nghi với điều kiện khí hậu. Về mặt này, lập luận của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên rất biện chứng. Đồng chí lý giải rằng những người dân Trường Sơn khi thấy con đường sẽ đem lại cho họ thêm lợi nhuận thì họ sẽ nghiêng về phía dự án táo bạo. Nhưng ngay sau đó khi hiểu rằng địch bắt đầu ném bom không thương tiếc, có nguy cơ là họ dao động. Nguy cơ này giảm dần với những việc thành lập gấp những cơ sở cách mạng trong số dân Việt Lào xuất phát từ đặc điểm các dân tộc thiểu số Lào và Việt Nam có truyền thống sống hòa thuận với nhau, rất thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng to lớn đó. Bởi vì đối với họ giờ đây, kẻ thù cũng là khu rừng hoang dã hay một dãy núi hãi hùng. Trên quy mô toàn quốc và quốc tế, Hiệp định Zurich được ký vào tháng 4 năm 1961 vì việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, bao gồm chính thể quân chủ, phe cách mạng, dưới sự lãnh đạo của người được gọi là ông Hoàng Đỏ Sufanuvong và phái hữu dưới sự chỉ huy của hoàng thân Fumi Nosavan đã giúp đỡ cho việc thi công dự án. Trước khi hiệp định này có hiệu lực, những người cách mạng Lào đã yêu cầu quân đội nhân dân Việt Nam tiêu diệt tất cả các trạm gác mà phái hữu đã chiếm đoạt dọc đường số 9 và mở một hành lang rộng 50 km qua con đường đó. Các lực lượng phái hữu xâm nhập vào khu vực này đã kháng cự bởi vì lúc đó ở Zurich người ta đã quyết định rằng đến một ngày nhất định, nếu ai kiểm soát vùng nào thì vùng đó thuộc về mình. Nhưng lực lượng này đã bị đánh bại và buộc phải rút lui. Như vậy là một hành lang dài 80 km từ Sepol, sau này đã trở nên nổi tiếng, đến Mường Phìn đã được tạo ra nhằm phục vụ cho những người cách mạng Lào và Việt Nam. Trong tình hình nói trên, Bộ Chính trị chủ trương lập chiến công đầu tiên trong việc vận chuyển bộ đội nhằm củng cố những gì đã đạt được phải vận chuyển từ Bắc vào Nam một đoàn cán bộ và bộ đội mạnh để tăng cường cho các cơ sở miền Nam và những cơ sở thuộc liên khu 5. Võ Bẩm nhận lệnh phải vận chuyển trong thời gian ngắn nhất hàng chục nghìn người và bảo đảm đủ gạo cho họ. Đồng chí sẽ nghĩ cách làm. Thế là từng chiến sĩ của mỗi đơn vị chính quy đóng sâu trên miền Bắc đều để vũ khí sang một bên mang bao gạo. Họ tạo thành một dây chuyền trong đó mỗi đơn vị mang phần của mình tới đơn vị kia. Ngay sau khi đặt bao gạo xuống, họ quay lại để chuyển vũ khí, rồi lập lại cuộc hành trình bắt buộc không mang theo gạo. Bằng cách tổ chức vận chuyển theo từng trạng hay từng cung trạng, ngay từ buổi đầu, những cán bộ chiến sĩ đi trên đường Trường Sơn đã chuyển được một số gạo, vũ khí vào chiến trường. Cách vận chuyển gạo và vũ khí vào Nam bằng vai và đôi chân của bộ đội, ngoài sự mệt nhọc còn có sự hạn chế logic bởi vì càng gần vĩ tuyến 17, càng trở nên nguy hiểm cho số bộ đội đã kiệt sức đó. Như vậy, võ bẩm phải kêu gọi sự tham gia rộng rãi của nhân dân, những người luôn khâm phục tính kiên trì của bộ đội. Tất cả xe đạp, châu bò, xe tải, thuyền bè đều có thể được nhân dân sử dụng rộng rãi trong vùng. Bộ chính trị vạch thêm một bước nữa, dùng máy bay, tức là máy bay đơn chiếc. Nhưng do vùng núi cao, rậm rạp, không có đường băng hạ cánh và khả năng xây dựng cũng chẳng có. Việc vận chuyển đường không của chiếc IL-2 được thực hiện bằng cách thả dù vũ khí và gạo xuống những điểm có đốt lửa, như là việc đốt nương làm rẫy một cách vụng trộm của đồng bào thiểu số trong vùng. Bản Liêm nằm trong một thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi đá cao tới 2.000m hoặc hơn nữa, ở phía bên kia dãy Trường Sơn, được coi là trung tâm. Người ta có thể lập ra một kho vũ khí thực sự ở sườn bên kia dãy Trường Sơn. Từ Liêm những kiện hàng có thể đi tới Sepol bằng con đường sông cùng tên địa hình nơi đó thể hiện sự thay đổi. Sau hàng trăm km rừng rậm, bắt đầu nhường chỗ cho đồng bằng và xuống phía nam rừng càng thưa thớt. Bằng cách đó đã xuất hiện khả năng để xây dựng những con đường đầu tiên thực sự cho xe quân sự loại nhỏ. Trong lúc việc xây dựng tiến triển không gặp trở ngại lớn, phái hữu trong chính phủ đoàn kết dân tộc do Seiya giật dây đã làm cuộc đảo chính ở Lào. Khi việc gửi cán bộ và vũ khí cho những người yêu nước miền Nam chỉ là nhỏ giọt võ bẩm gặp tướng trần văn trà để xin chỉ thị mới quân ủy trung ương ông nói đã thảo luận về vấn đề này và nghe ý kiến của các đồng chí lào các đồng chí ấy cho rằng con đường phải được duy trì và bảo vệ nhưng trong điều kiện tuyệt mật cần phải di chuyển tất cả mọi người vào rừng xa bản làng một lần nữa lại rút vào bí mật ông nói ngắn gọn như chỉ để võ bẩm nghe tất nhiên chính phủ phái hữu lào phản đối nhưng chính phủ này là không hợp pháp được sinh ra bởi sự vi phạm trắng trợn hiệp định Zurich và chẳng ai để ý tới. Có biết bao anh hùng đã sinh ra trong cuộc hành quân dài và thảm xanh đó, nơi mà bệnh sốt rét và rắn độc nhiều vô kể. Những người lính trẻ chỉ nặng 50 kg đã mang quá trọng lượng của mình, thậm chí tới 75 kg. Có người mang súng trên lưng nặng gấp đôi trọng lượng của mình. Sau khi hoàn thành việc cất giấu đó, võ bẩm ra Hà Nội và được gặp bác Hồ khi chăm chú theo dõi trên tấm bản đồ, chủ tịch nói: "Bác chúc mừng việc tốt của cháu. Cháu gửi cho bác danh sách tất cả những đồng chí mà việc làm của họ đáng được khen thưởng. Đừng sợ danh sách đó dài. Đây là một mệnh lệnh. Kẻ thù không được biết tí gì. Bí mật tuyệt đối là một sự đảm bảo cho thắng lợi của chúng ta." Võ Bẩm nhận thêm một mệnh lệnh: "Cần phải tiếp tế như nhau cho các đồng chí Lào và các đồng chí Việt Nam, không được kém một hạt gạo nào cho các đồng chí Lào." kể cả làm ngược lại thì tốt hơn phải hướng dẫn dân bạn sản xuất lúa theo các biện pháp tiên tiến dạy cho họ các quy tắc vệ sinh chăn nuôi gà lợn trồng sắn cung cấp muối ăn cho họ tôn trọng phong tục tập quán của bạn trong việc này kỷ luật là sắt đồng thời cần giúp đỡ các đồng chí lào củng cố cơ sở cách mạng kể cả ở những bản làng hẻo lánh chuẩn bị cán bộ và xây dựng các đơn vị tự vệ từ chỗ chỉ là một nét nhỏ vô hình con đường đã hình thành trên thực tế và tạo ra một mạng lưới xung quanh Sepol, tiếp tục phát triển cùng với nó, cộng với một trung đoàn công binh được triển khai suốt chiều dài 1.000 km. Ba năm trước đó, ở miền Nam nổ ra cuộc nổi dậy của nhân dân. Mặt trận dân tộc giải phóng ra đời, buộc Mỹ phải đưa quân ồ ạt vào miền Nam để cứu vãn chế độ ngụy thối nát, tàn bạo và để tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại chống miền Bắc. Tướng Trần Văn Trà lưu ý võ bẩm rằng, mục tiêu chính của bom đạn mỹ là đường hồ chí minh câu trả lời của chúng ta là kéo dài thêm con đường này và làm nó mạnh thêm sự tham chiến của lực lượng không quân quân sự lớn nhất thế giới đòi hỏi phải tăng cường cấp bách tới mức có thể bộ đội bảo vệ con đường như là một khu vực có chiến tranh vấn đề này được đặt dưới sự chỉ đạo của quân ủy trung ương mà tướng phan trọng tuệ người sau này làm bộ trưởng bộ giao thông vận tải là chỉ huy mới còn võ bẩm là phó sau khi anh được đề bạt lên cấp tướng. Tôi nói trước rằng, cuối cùng, lúc kết thúc cuộc chiến tranh, vị chỉ huy tối cao của con đường là đồng chí Đồng Sĩ Nguyên. Khi chiến tranh ngày càng mở rộng, khối lượng người và phương tiện kỹ thuật vận chuyển vào Nam tăng gấp đôi, gấp ba, và như vậy phải mở tiếp nhiều nhánh mới của con đường trong cuộc đấu tranh với thời gian. Trong việc gấp rút mở rộng con đường có tầm quan trọng sống còn của cuộc kháng chiến yêu nước ở Đông Dương dưới hình thức tuyệt mật có sự tham gia của Cuba. Việc tham gia giải quyết một vấn đề sinh tử đối với sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan tới chuyến thăm của đồng chí Tổng tư lệnh Fidel ở Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm này cũng có một lịch sử thực sự đáng được biết đến. Tất cả đều bắt đầu từ một buổi chiêu đãi vào giữa năm 1970, nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới thăm đất nước chúng tôi. Trong lúc Fidel nói chuyện với đồng chí trưởng đoàn, thấy tôi bên cạnh, đồng chí ấy gọi lại và nói: "Sứ quán của đồng chí là sứ quán mà tôi thích nhất trong số những sứ quán của Cuba, nhưng chẳng bao giờ đồng chí mời tôi tới thăm cả." Trong lúc một số người Cuba và nước ngoài có mặt ở đó cười ồ lên, tôi nhận thấy ánh mắt của Fidel có một tình cảm mãnh liệt mà nội dung không phải là câu nói đùa. Tôi đáp lại rồi nói với đồng chí ấy một điều: "Với cuộc đảo chính của London, tất cả đang trở nên khó khăn hơn. Lối vào là Campuchia, một sứ quán khác của tôi." Được, nhưng còn những nơi khác của miền Nam thì sao? Miền Nam không chỉ thu hẹp lại ở Tây Ninh. Thưa đồng chí tổng tư lệnh, cần phải đợi thời điểm thích hợp. Tôi sẵn sàng lên đường khi các đồng chí Việt Nam mời, mặc dù nguy hiểm như thế nào. Hoặc tôi có thể tiến hành một chuyến viếng thăm riêng cái nhà nhỏ của đồng chí, không có tường ở trong rừng. Không khí ở đó chắc trong sạch lắm nhỉ? Vâng, thực sự tôi cảm thấy như mình nghỉ hè ở đó. Với những ý đồ này, Tôi bắt đầu công việc của người đại sứ ở Hà Nội năm 1971 vì cuộc đảo chính của London Non đã dẫn tới việc đóng cửa sứ quán Cuba ở Campuchia và nhiệm vụ mà ban lãnh đạo đảng trao cho, cho tôi buộc tôi phải thường xuyên có mặt ở mảnh đất Đông Dương và giữa năm 1972. Một hôm, tôi có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đồng chí ấy muốn giải thích cho tôi rằng tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đều muốn sang thăm Cuba. Nhưng tình hình chiến tranh không cho phép. Trừ đồng chí Lê Thanh Nghị là người phụ trách việc điều phối viện trợ của nước ngoài. Các đồng chí ủy viên bộ chính trị đều nhất trí hoàn toàn là không nhận các loại huân chương trong nước cũng như nước ngoài trong khi Đảng chưa lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Tôi nói rằng, như vậy đồng chí Fidel có hai lý do để trách đấy. Các đồng chí không thể đi Cuba được. Điều này thì đồng chí đó hiểu và đồng chí ấy cũng không thể tới Việt Nam Điều này, đồng chí ấy không hiểu. Tại sao? Hà Nội là của đồng chí ấy, là nhà của đồng chí ấy, thậm chí đến không cần báo trước. Vì rằng đối với Phi Đen, Việt Nam bây giờ là miền Nam. Làm sao tới đây mà lại không vào trong đó được? Đồng chí Phạm Văn Đồng phá lên cười và vỗ vào gối tôi, nắm chặt tay tôi và nói: "Chúng ta cần suy nghĩ về ý định của Phi Đen. Tất nhiên, đây sẽ là một bí mật lớn của chúng ta, giữa đồng chí và tôi." Dĩ nhiên, ngay cả với đồng chí phi đen, tôi cũng không kể lại cuộc nói chuyện này đâu. Đối với đồng chí ấy, càng phải cần kín hơn. Đồng chí đại sứ ạ, à, tôi tin rằng tuần sau đồng chí có thể đến.